Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức quốc tế mới nhất. Sau đây là nội dung chi tiết. Nga và Ukraine lên tiếng về vụ tên lửa hành trình tấn công xưởng sửa, sửa chữa tàu ở Crimea. Ngày 13 tháng 9, sau khi bị tên lửa hành trình tấn công, một xưởng sửa, sửa chữa tàu của Liên bang Nga ở Crimea đã bốc cháy. Vụ tấn công làm hai chiếc tàu đang sửa chữa ở đây hư hại và 24 người bị thương. Thông tin phát đi trên tài khoản Telegram của Bộ Quốc phòng Liên bang Nga ngày 13 tháng 9 cho biết Cùng ngày, quân đội Ukraine đã sử dụng 10 tên lửa hành trình tấn công xưởng sửa chữa tàu Oshonikis ở thành phố Sevastopol trên bán đảo Crimea. Ngoài ra, còn có 3 chiếc tàu không người lái tấn công các tàu Nga đậu trong vịnh gần đó. Hệ thống phòng không của Nga đã bắn hạ 7 tên lửa hành trình, phá hủy toàn bộ 3 tàu không người lái. Tuy nhiên, hai chiếc tàu đang sửa chữa ở xưởng sửa chữa tàu Oksonikis đã bị hư hỏng do trúng tên lửa hành trình của đối phương. Thống đốc Sevastopol do Nga bổ nhiệm ông Mikhail Zavodzev cho biết, có 24 người bị thương trong cuộc tấn công. Ukraine, vốn hiếm khi tuyên bố chịu trách nhiệm về các cuộc tấn công như vậy, nhằm vào Nga đã bất ngờ lên tiếng về vụ tấn công ngày 13 tháng 9. Trong một tuyên bố đưa ra với hãng tin Reuters của Anh, quan chức tình báo quân sự Ukraine, ông Andriy Zusov xác nhận vụ tấn công đã nhắm trúng một tàu đổ bộ lớn và một tàu ngầm. Tuy nhiên, Zusov không bình luận về phương tiện được sử dụng trong cuộc tấn công, cũng như không đưa ra thêm thông tin chi tiết về quy mô thiệt hại bởi cuộc tấn công bán đảo Crimea bị Nga sát nhập vào năm 2014 đã trở thành mục tiêu thường xuyên bị tấn công kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào ngày 24 tháng 2 năm 2022. Tháng trước, Tổng thống Ukraine ông Volodymyr Zelensky tuyên bố sẽ làm tất cả những gì có thể để lấy lại Crimea và kêu gọi các đồng minh quốc tế hỗ trợ nỗ lực này. Hôm 11 tháng 9, Ukraine tuyên bố đã chiếm lại các giàn khoan dầu và khí đốt chiến lược ở Biển Đen mà Nga chiếm giữ vào năm 2015. Ukraine có UAV tấn công mới, EC hứa tiếp tục hỗ trợ Kiev. Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, lực lượng vũ trang nước này đã nhận máy bay không người lái UAV tấn công mới có khả năng tải nặng 1 kg và di chuyển được 7 km. UAV mới do Ukraine sản xuất cho chất lượng hình ảnh full HD giúp cải thiện quá trình trinh sát. UAV có thể mang trọng lượng tiêu chuẩn là 1 kg và di chuyển trên quãng đường lên tới 7 km. Kênh Telegram của Bộ Quốc phòng Ukraine thông báo theo Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, nước này nên có đội quân UAV riêng để hỗ trợ quân đội. Phó Thủ tướng Ukraine Mikhail Fedorov cho hay một số UAV đã thực hiện nhiệm vụ chiến đấu, đặc biệt hàng trăm UAV DZI Mark Trice RTK-300, DZI Mark 3 Altair Evo-2, Ukraine Ukejets và Skyson đã giúp quân đội tiến hành trinh sát hiệu quả hơn. Ủy ban châu Âu hứa sẽ tiếp tục hỗ trợ Kiev Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC Ursula von der Leyen cho biết, EC đã đề xuất một gói viện trợ mới cho Ukraine trị giá 50 tỷ euro được thực hiện trong 4 năm. Chúng tôi rất mong đợi, đó là lý do tại sao chúng tôi đề xuất 50 tỷ euro trong vòng 4 năm để đầu tư và cải cách cho Ukraine. Gói viện trợ này sẽ giúp Ukraine trong tương lai xây dựng lại một đất nước hiện đại và thịnh vượng, bà phát biểu tại phiên họp toàn thể của Nghị viện châu Âu. Ukraine phản hồi về thông tin liên hợp quốc bí mật đàm phán khôi phục thỏa thuận ngũ cốc với Nga. Theo tờ Pravda, châu Âu của Ukraine, Bộ ngoại giao Ukraine mới đây đã được thông báo về việc có các lực lượng yêu cầu dỡ bỏ các lệnh trừng phạt chính đối với Nga để đổi lấy việc khôi phục thỏa thuận ngũ cốc ở biển Đen. Thông tin trên được Dimetro Kuleba, Bộ trưởng ngoại giao Ukraine xác nhận tại cuộc họp báo chung với người đồng cấp Đức Annalena Baerbock ở Kiev. Cụ thể, khi được hỏi liệu Ukraine có biết về đề xuất được cho là của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc nhằm dỡ bỏ một số lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Moscow để đổi lấy việc Nga quay trở lại sáng kiến ngũ cốc biển đen hay không và Kiev cảm thấy thế nào về khả năng này, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine lưu ý rằng ông biết về một số lực lượng ủng hộ việc nhượng bộ Nga theo yêu cầu này. Ông Kuleba gọi những lập luận về việc nhượng bộ một số lệnh trừng phạt đối với Nga để nước này quay trở lại thỏa thuận ngũ cốc là phi logic và không thể chấp nhận được. Ngoại trưởng Ukraine nhấn mạnh vấn đề hủy bỏ các biện pháp trừng phạt không phù hợp về mặt nguyên tắc bởi vì nếu điều đó bị hủy bỏ bây giờ thì ngày mai Nga sẽ gây sức ép bằng những yêu cầu mới. Trước đó, tờ Bill của Đức đưa tin rằng một bức thư bí mật từ Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres gửi cho Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov, trong đó cho thấy Liên Hợp Quốc hiện tiến hành các cuộc đàm phán với Moscow để đạt được một thỏa thuận mà các biện pháp trừng phạt chính được áp dụng sau khi cuộc xung đột ở Ukraine nổ ra sẽ được dỡ bỏ để đổi lấy việc khôi phục sáng kiến ngũ cốc biển đen. Chiến sự Nga-Ukraine đang căng thẳng hơn bao giờ hết khi giao tranh đang vô cùng dữ dội trên bốn mặt trận và kết quả tại mỗi mặt trận đều có thể góp phần đảo ngược thế trận hiện tại của cuộc xung đột này. Dọc theo phía nam sông Dnipro, các lực lượng Ukraine đang tiến hành cuộc tấn công đổ bộ vào các cứ điểm của Nga từ bên kia sông, Xung quanh thành phố Kherson, buộc Moscow phải triển khai lực lượng để ngăn Kiev giành được chỗ đứng ở bờ đông. Cách đó gần 1.600 km về phía tây bắc, Nga đang đẩy mạnh bước tiến để tạo ra thế trận mà quân đội Ukraine cho là nắm đấm tấn công với hàng chục nghìn binh sĩ, tập trung gần các thị trấn Kupiansk và Kremina. Động thái này đã khiến Kiev phải triển khai một số đơn vị tấn công đường không dày dạn kinh nghiệm nhất để giành lại những vị trí đã bị mất vào đầu mùa hè này dọc theo chiến tuyến cắt ngang một con đường nhiều sỏi đá có chiều dài gần bằng khoảng cách từ bang new york đến bang miami của mỹ các cuộc giao tranh vẫn diễn ra rất ác liệt để hiểu rõ hơn cách thức cuộc chiến đang diễn ra dọc theo bề rộng của chiến trường các chuyên gia quân sự cho rằng cần phải xem xét một số mặt trận lớn nơi nga và ukraine tập trung binh sĩ mặt trận đông bắc sau khi Ukraine đẩy lùi quân đội Nga ra khỏi phần lớn khu vực Kharkov vào mùa thu năm 2022. Cuộc tấn công của nước này đã bị dậm chân tại chỗ ở vùng chiến tuyến, được bao quanh bởi các khu rừng thông rậm rạp. Chiến tuyến này trải dài gần 100 km, đi qua các thị trấn Kupiansk và Kremina nơi diễn ra những trận chiến bấp bênh trong nhiều tháng qua khi quân đội hai nước tiến lên được một vài km nhưng lại bị đẩy lùi. Phía Ukraine cho rằng vùng Đông Bắc là một trong số rất ít khu vực mà các lực lượng Nga tiến hành hoạt động tấn công kéo dài, trong khi chỉ đạt được lợi thế rất nhỏ. Cho đến thời điểm hiện tại thì Nga vẫn chưa phá vỡ được phòng tuyến của quân đội Ukraine, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy áp lực của Nga sẽ giảm bớt. Tuần trước, thì Kiev nói rằng Moscow đã rút lực lượng mặt đất khỏi Belarus để tham gia các hoạt động tấn công trong khu vực. Oleg Matvichus, một chỉ huy của Ukraine, 49 tuổi, cho biết Moscow có hai mục tiêu chính là khiến các lực lượng Ukraine phải vượt sông Oskil, một hàng rào phòng thủ tự nhiên đóng vai trò quan trọng trong cuộc giao tranh và buộc Kiev phải triển khai binh sĩ ở đây để họ không thể cơ động tới các khu vực khác. Do khu vực này nằm gần biên giới Nga, nên Moscow không phải đối mặt với những thách thức về hậu cần giống như ở những nơi khác. Theo các quan chức Ukraine, khu vực này từ lâu đã trở thành bàn đạp cho chiến dịch tấn công của Nga ở phía đông và Điện Kremlin được cho là đã tập trung khoảng 100.000 binh sĩ với hơn 500 xe tăng chiến đấu trong khu vực. Mặt trận miền Nam Khu vực miền Nam là nơi Ukraine phát động cuộc phản công lớn nhất và mạnh nhất. Sau khi chịu tổn thất nghiêm trọng ở giai đoạn đầu, Kiev đã tái lập lực lượng và điều chỉnh chiến thuật. Quân đội Ukraine tuyên bố đã xuyên thủng được phòng tuyến đầu tiên của Nga dọc theo hai hướng tấn công ở phía nam. Ukraine đã giành quyền kiểm soát làng Robotin, đồng thời giành thêm 1,5 km khu vực xung quanh ngôi làng này. Bằng cách mở rộng hoạt động ở đây, Kiev hy vọng sẽ giảm bớt áp lực đối với các hoạt động hậu cần, cho phép họ tấn công xung quanh làng Vobov, cách đó khoảng 14 km về phía đông. Ông Alexander Stupin, người phát ngôn quân đội Ukraine ở phía nam cho rằng, Lớp phòng thủ thứ hai của Nga trong khu vực dường như không dày đặc so với lớp phòng thủ ban đầu. Vì thế, Kiev sẽ có cơ hội điều động trang thiết bị và binh sĩ để xuyên phá. Cũng theo ông Stupin, Nga đang sử dụng các đơn vị tấn công đường không cho mục đích phòng thủ và điều này rất khác thường. Tuyến tấn công thứ hai của Ukraine nằm dọc theo con đường quanh co, cắt ngang thung lũng Sok. Mokrizori, con đường này dẫn tới thành phố cảng Mariupol do Nga kiểm soát. Chưa rõ mục tiêu của Ukraine là gì, nhưng một số nhà phân tích cho rằng Kiev có thể nhắm vào thành phố Berdyansk, cũng như phía tây và phía nam của thành phố Mariupol trên biển Azov. Nếu Ukraine đạt được bước đột phá theo tuyến tấn công này, họ có thể chuyển hướng về phía tây để bao vây các đơn vị Nga. Khi lực lượng Ukraine giành ngôi làng nhỏ Urozhany vào giữa tháng 8, họ đã chọc thủng nơi mà họ coi là tuyến phòng thủ đầu tiên của Nga ở hướng này. Staromlynivka, nơi binh sĩ Ukraine đã sử dụng pháo binh tấn công các vị trí của Nga trong hơn một tuần qua. Các binh sĩ Ukraine cho rằng nếu họ có thể xuyên thủng hàng phòng thủ trên con đường phía trước và đẩy lùi Nga ra khỏi Staromlynivka, họ sẽ có nhiều cơ hội lựa chọn các địa điểm thích hợp cho cuộc tấn công tiếp theo. Kherson, trận chiến quanh lưu vực sông Dnipro sau khi Ukraine đẩy lùi lực lượng nga ra khỏi phía tây Sơn vào mùa thu năm 2022, sông Donipro trở thành tiền tuyến mới. Nga và Ukraine đã tiến hành các cuộc pháo kích vào cứ điểm của nhau và giao tranh diễn ra trên các hòn đảo nằm rải rác ở cửa sông rộng lớn phía nam Sơn. Nhưng ngay cả khi Ukraine không có kế hoạch tiến hành một cuộc tấn công đổ bộ quy mô lớn, Nga vẫn phải tiêu tốn nguồn lực và triển khai binh sĩ để bảo vệ khu vực này. Cuộc chiến tại Khe Sơn vẫn còn nhiều ẩn số do thông tin mà hai bên công bố khá hạn chế và một chiều. Không có dấu hiệu nào cho thấy Ukraine có thể sẵn sàng vượt qua các vị trí cố thủ của Nga nằm giữa Khe Sơn và bán đảo Krum thời điểm này. Trận đánh ác liệt nhất trong những tuần gần đây đã diễn ra xung quanh làng Kozachi Laheri, phía đông bắc Khe Sơn, Bakhmut và Donbass. Nga tuyên bố đã giành quyền kiểm soát toàn bộ thành trì Bakhmut vào tháng 5 năm 2023, sau các cuộc giao tranh ác liệt kéo dài gần một năm. Dù vậy Ukraine vẫn kiên quyết giành lại thành phố này. Các binh sĩ Ukraine cho biết Bakhmut không phải là trọng tâm của cuộc phản công vì phần lớn vũ khí và nguồn nhân lực tốt nhất của nước này đang được triển khai ở phía nam. Nhưng nỗ lực tấn công Bakhmut khiến Nga phải dàn mỏng lực lượng và điều binh tới đây để bảo vệ thành phố. Ukraine đang dần tiến về phía nam thành phố, bên trong và xung quanh làng Klyschka, đồng thời tiến hành một loạt các cuộc tấn công phối hợp trong tuần này còn ở Abdiyevka và Marinka, phía nam Bakhmut, các trận chiến vẫn diễn ra liên tục. Kiev hy vọng có thể tìm kiếm và lợi dụng tấn công vào lỗ hổng phòng thủ của Nga khi lực lượng của đối phương bị giàn mỏng. Liên quan đến tiến trình đàm phán hòa bình ở Ukraine, thì mới đây người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết đàm phán hòa bình giữa Ukraine và Nga chỉ có thể bắt đầu sau khi Kiev thay đổi lập trường và tạo các điều kiện cần thiết cho những cuộc tiếp xúc. Ông Peskov chia sẻ, đàm phán có thể và sẽ diễn ra nếu Nga nhận thấy có thể đạt được mục tiêu qua các phương tiện ngoài hành động quân sự, nhưng điều đó không phải là trường hợp hiện nay. Khi được hỏi về những điều chính phủ Ukraine có thể thực hiện, ông Peskov cho hay, trong bất kỳ trường hợp nào, chính quyền Kiev sẽ phải bắt đầu một cuộc trao đổi này từ việc nhìn nhận thực tế, bởi Kiev đã bác bỏ việc giải quyết các vấn đề qua các phương tiện ngoại giao. Ông Peskov cho biết, thỏa thuận đình chiến dự thảo, tài liệu Nga và Ukraine gần như đã thông qua vào năm ngoái trong cuộc trao đổi do Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian và sau đó Kiev đã từ bỏ là bằng chứng cho thấy Moscow sẵn sàng đàm phán. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky liên tục bác bỏ việc đàm phán với Nga, cho đến khi Ukraine đạt được những mục tiêu đẩy lùi các lực lượng của Moscow khỏi lãnh thổ mà Kiev tuyên bố chủ quyền. Chính sách không đàm phán này được đưa vào luật và được ông ký vào năm ngoái. Kiev tuyên bố kế hoạch hòa bình của ông Zelensky, theo đó yêu cầu Moscow trả lại toàn bộ lãnh thổ, bồi thường xung đột và đưa các nhà lãnh đạo Nga ra xét xử là con đường duy nhất cho một giải pháp hòa bình hợp lý. Các quan chức Nga đã gọi những đòi hỏi của Kiev là xa rời thực tế. Moscow cho rằng giao tranh ở Ukraine là cuộc xung đột ủy nhiệm của phương Tây nhằm chống lại Nga cho tới người Ukraine cuối cùng. Ngày 11 tháng 9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay việc Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO không phải là vấn đề với Nga, giống như việc Ukraine ở trong liên minh này. Ông Peskov cho biết Nga không có vấn đề với cả Thụy Điển và Phần Lan. Nga không có các vấn đề an ninh với cả hai quốc gia này. Nga cũng không có tranh chấp lãnh thổ với Thụy Điển và Phần Lan. Tuy nhiên, theo ông, với Ukraine mọi thứ hoàn toàn khác và tình hình ở Ukraine không thể chấp nhận được với nước Nga. Thụy Điển và Phần Lan đã từ bỏ chính sách trung lập trong một thời gian dài để nộp đơn gia nhập NATO vào năm ngoái. Phần Lan áp dụng chính sách trung lập từ sau thế kỷ thứ hai, trong khi Thụy Điển áp dụng chính sách này trong gần hai thế kỷ. Hai nước này xin gia nhập NATO cùng thời điểm, nhưng nỗ lực của Thụy Điển bị Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary trì hoãn trong khi Phần Lan được thông qua, tư cách thành viên vào tháng 4. Tuần trước, báo chí Phần Lan ghi nhận việc các phương tiện trên không của Mỹ sẽ sớm đặt tại các thành phố Rovaniemi ở Lapland, nơi cách biên giới Nga chỉ 150 km. Ông Peskov chia sẻ Nga hy vọng Phần Lan và Thụy Điển sẽ không đe dọa tới an ninh của họ và sẽ không có tên lửa trên lãnh thổ các nước này nhắm trực tiếp vào Nga. Thưa quý vị, tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng nước này đã bắt đầu cuộc phản công Nga quá muộn và điều đó đã giúp Moscow có thêm thời gian để đặt vô số quả mìn trên lãnh thổ Ukraine. Ông Zelensky nói với CNN. Hãy nhìn xem, chúng ta chờ đợi quá lâu, đó là sự thật. Theo nhà lãnh đạo Ukraine, tiến triển cuộc phản công phụ thuộc vào nhiều hướng, nhiều trường hợp và vấn đề, song thừa nhận. Chúng tôi đã cho Nga quá nhiều thời gian. Ông Zelensky nói. Chúng tôi cho Nga quá nhiều thời gian để chuẩn bị cài mìn trên khắp một vùng lãnh thổ rộng lớn. Vào tháng 6, Ukraine tiến hành cuộc phản công được dự đoán từ lâu nhằm giành lại các vùng lãnh thổ Nga kiểm soát ở phía đông và phía nam thành phố, nhưng tiến triển diễn ra chậm chạp. Ông Zelensky cho biết, ông cảm thấy biết ơn Mỹ và châu Âu đã hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Nhưng theo ông, chúng ta phải hiểu rằng, bởi vì chúng ta chờ đợi quá lâu nên họ đã đặt mìn. Quân đội Nga đã thiết lập hệ thống phòng thủ mạnh mẽ được bảo vệ với các bãi mìn trải dài hàng km khi Moscow chờ đợi cuộc phản công của Ukraine bắt đầu phòng tuyến kiên cố của Nga dọc 1.000 km tuyến tuyến, không chỉ bao gồm các bãi mìn mà còn cả các chiến hào chống tăng, hầm trú ẩn và dây thép gai. Ông Zelensky cho biết, rất nhiều người nói cuộc phản công của Ukraine tiến triển quá chậm, nhưng nhà lãnh đạo Ukraine giải thích nó vẫn đang diễn ra. Trong khi đó tuần trước, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nhận định quân đội Ukraine đã đợt được tiến triển trên thực tế trong những tuần qua. Ông Blinken chia sẻ, Nga có nhiều thời gian để chuẩn bị phản công. Họ đặt hàng nghìn quả mìn ở các vị trí ngoài các công sự phòng thủ, ukraine đang nỗ lực vượt qua chúng và có quyết tâm áp đảo bất kỳ thứ gì nga đặt vào đây